Fernandes và Ronaldo đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời, góp công vào cận hòa quý giá của MU trước Atalanta. Tình huống diễn ra ở phút bù giờ đầu hiệp 1, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Atalanta. Fernandes đã nhận bóng trước vòng cấm của đội chủ nhà, rồi truyền cho Ronaldo. CR7 sau đó đã đẩy bóng cho Greenwood để sao chẻ người Anh chọc khe nhanh cho Fernandes xâm nhập vào vòng cấm. Số 18 của MU được đặt vào thế đối mặt với thủ môn Atalanta, nhưng không dứt điểm mà tung ra một pha giật gót cực kỳ mẫu mực để Ronaldo băng lên dứt điểm dễ dàng, gỡ hòa 1-1 cho MU. Đây là trận đồng thứ 2 liên tiếp Fernandes kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký cũng như bật vào chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nhé. Chắc chắn siêu phẩm bàn thắng là thứ không thể thiếu đối với các fan cuồng bóng đá. Và dĩ nhiên, để có hàng ngàn những siêu phẩm ấy thì phải có những quả kiến tạo không chê vào đâu được. Thậm chí đôi khi có những pha dọn cổ còn tuyệt vời hơn cả bàn thắng. Và sau đây hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những siêu phẩm kiến tạo có 102 trên thế giới ấy. Sau khi huyền thoại người Hàn Quốc Park Ji-sung giải nghệ, bóng đá Hàn Quốc đã sản sinh ra một cầu thủ có phẩm chất và kỹ thuật thực sự đẳng cấp, đó chính là Son Heung-min. Anh là nhân tố chính giúp câu lạc bộ Tottenham giành chức Á quân Champions League và khiến cho người hâm mộ đặt ra câu hỏi: liệu Son Heung-min hay Park Ji-sung mới là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Hàn Quốc? Chắc hẳn những người yêu quý câu lạc bộ Arsenal đều do lối chơi tấn công đẹp mắt bằng những pha phối hợp ăn ý, một tình huống dẫn đến bàn thắng vô cùng hoàn mỹ với cầu nối và là mắt xích rất quan trọng nơi tiền vệ mang tên Mesut Ozil. Cũng không cần mất quá nhiều thời gian sau khi những tiền vệ đẳng cấp của bóng đá thế giới như Xavi, Iniesta hay Puskas lần lượt giải nghệ thì bóng đá thế giới lại sản sinh ra một tiền vệ có khả năng phát động tấn công, đưa ra những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương, đó chính là tiền vệ người Bỉ Kevin De Bruyne. Hậu vệ trẻ Alphonso Davies dù mới chỉ 21 tuổi nhưng anh luôn là cái tên không thể thay thế ở đội bóng hàng đầu thế giới Bayern Munich. Pha bóng bứt tốc từ phần sân nhà và tung ra đường chuyền dọn cổ cho Lewandowski đã chứng minh anh sẽ là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc của bóng đá thế giới trong tương lai gần. Sự ăn ý và hiểu nhau từ các cầu thủ chính là hiệu quả tất yếu sau tình huống phối hợp mang đậm bản sắc của đội bóng pháo thủ thành London Arsenal. Với kỹ năng và phong thái thi đấu không khác gì một nghệ sĩ, Paul Pogba đã tung ra đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương trước khi Antoine Griezmann băng xuống tung ra cú dứt điểm không thể cản phá, mang về bàn mở điểm cho đội tuyển Pháp. Đường chọc khe chỉ với hai từ hoàn mỹ của Kevin De Bruyne đã đủ để chứng minh anh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Trước khi chuyển tới khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge, tiền đạo Fernando Torres và cặp mai trùm của mình ở câu lạc bộ Liverpool Steven Gerrard là một trong những nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ bóng đá Anh. Những đường chuyền đẳng cấp cùng với những bước chạy xé gió đã biến cặp đôi này trở nên không thể ngăn cản.
Là một trong những nhân tố chính làm nền móng giúp cho câu lạc bộ Manchester City lập nên triều đại thống trị ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League, David Silva sẽ mãi là một huyền thoại sống của câu lạc bộ này nhớ đến. Trang tiền vệ này đã chứng tỏ không chỉ những cầu thủ đẳng cấp trên thế giới mới có thể tung ra những đường chuyền đẳng cấp khi anh kiến tạo mở điểm cho Fiorentina. Ai có thể nhận ra cầu thủ có thể bứt tốc như một cơn gió này chính là hậu vệ với thể hình nặng nề Luke Shaw trước khi anh đưa ra đường chuyền đẳng cấp cho người đồng đội ở Manchester United ghi bàn cho đội tuyển Anh. Sự nghiệp của cầu thủ hào hoa Juan Mata không được hoàn hảo như đường chuyền như có mắt sau lưng này khi anh có đủ bộ danh hiệu lớn nhỏ ở cấp quốc gia nhưng thiếu đi mất chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng câu lạc bộ mình từng khoác áo. Và bứt tốc như tốc độ của một chiếc F1 đã giúp Kylian Mbappe cho hậu vệ đối phương hít khói trước khi anh tung ra pha căng ngang cho El Matador đánh góp đẳng cấp ghi bàn. Marco Reus và Robert Lewandowski từng là cặp đôi ăn ý bậc nhất, gánh vác cả một tập thể không quá nổi trội Borussia Dortmund. Tình huống phối hợp đã nói lên sự ăn ý đến từng bước chạy của hai cầu thủ khi Reus đánh góp đẳng cấp kiến tạo cho người đồng đội ghi bàn. Pha bóng đã chứng minh vì sao mà đội bóng nước Đức Bayern München lại muốn có sự phục vụ của tiền vệ Leroy Sané như vậy, khi anh có tình huống đi bóng và xử lý đẳng cấp trước khi đưa ra đường chuyền đặt Aguero vào vị trí không thể thuận lợi hơn. Tình huống phản công với tốc độ chóng mặt của các cầu thủ Paris Saint-Germain, chỉ một pha chuyền bóng dài, Di Maria và Mbappe đã lập tức bứt tốc và tạo nên một pha phản công vô cùng nhanh chóng và hiệu quả. Phần lớn cổ động viên đều cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là một cầu thủ ích kỷ và hiếm khi chuyền bóng, nhưng pha bóng này đã đập tan mọi nghi ngờ khi CR7 đã xoay sở khéo léo chuyền bóng cho Quaresma xử lý kỹ thuật ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Vừa rồi là tổng hợp các pha bóng và tình huống kiến tạo đẳng cấp từ những siêu sao hàng đầu làng túc cầu thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để tiếp tục đến với những video thú vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.